sử dụng những cô factor đến từ một vitamin nhóm B ha. Đây này là tập thêm thôi, thì có ba loại cô factor điển hình trong cấu trúc của các coenzyme đó là thứ nhất là cái biotin này ha, nó làm nhiệm vụ là vận chuyển gốc C2, thứ hai là cái đây thì cái nhóm này là nó chuyên vận chuyển nhóm betin ha, và nó nằm ở trong cấu tạo của cái nằm trong cái cấu tạo mà các cái gốc xếp ba ha. Rồi ở đây là cái tetrahydrofolate, thì cái này là nó có nguồn gốc từ acid folic ha, thì nó thì chất của acid folic và nó cũng vận chuyển nhóm betin, cái này cũng vận chuyển nhóm betin ha, nó là vitamin B5 và nó có nguồn gốc từ vitamin tên nhóm B5 là adenosine triphenylin. Thì đây là những cái mà vitamin mà mình học ở trong sinh hóa đại học rồi, mình chỉ nhắc lại thôi. Khi nó hình thành những cái enzyme như là AT, LT thì mình dùng cái pyridoxan của Pháp. Ngoài ra mình còn có những cái enzyme này
và kể cả tổng hợp aminoxid nó cũng xài đường ribo này luôn. Được chưa? Vậy đó còn đường HMB đã tạo ra đường ribo không phải chỉ có phục vụ cho cái nucleotide như mình nói, nó là nó nhiều nhất, mình nói nhiều nhất thôi. Cái đó thật ra là những cái chất gì mà đường muốn tạo đường ribo nó xài hết, thì trong đây là histidine là một cái aminoxid là phải xài đường ribo mới tổng hợp ra được. Tại vì histidine là aminoxid dạng vòng. Được chưa? Rồi. Cái lưu cuộc sống hóa này nó qua bốn bước thì nó tạo ra gì bạn? Ba phosphorylsulfat này nó là nguyên liệu để em tổng hợp ra aminoxit là serin. Và cái serin này sau đó tiếp tục có thể tạo ra những aminoxit khác như là lysin hoặc cysteine. Rồi ba phosphorylsulfat này nó có thể chuyển thành dạng đường. Ba phosphorylsulfat là đường là cái mạnh nó có ba carbon thôi. Nhưng khi nó chuyển thành cái đường là erido của phốt phát. Ba phosphorylsulfat là đường có ba carbon á. Nhớ không? Dihydroxyaceton phốt phát và lysinanhid ba phốt phát. Đó là dạng ba phosphorylsulfat ha. Thì nó sẽ là nguyên liệu để tổng hợp ra cái đường có bốn carbon, tức nghĩa từ ba carbon thêm một carbon nữa để thành gì bạn? Bốn carbon. Rồi bốn carbon này, đường erido bốn phốt phát này là nguyên liệu để tổng hợp ra chất tryptophan, phenylalanine và tyrosine, một nhóm aminoxid khác. Yeah. Rồi trên con đường đường phân này tiếp tục mình có gì nữa? Đây là phản ứng số 1 nè. Số 2 là fructo 6 phốt phát. Phản ứng số 3 là gì? 1,3 fructo 16 phốt phát. Xin lỗi, fructo 16 phốt phát. Phản ứng thứ 4 là fructo 16 phốt phát cắt làm đôi. Dihydroxyaceton phốt phát và các thằng lysinanhid ba phốt phát là này nè. Nó dạng muối là này nè. Dạ, rồi. Cái chất này nó tiếp tục bao nhiêu phản ứng nữa? Ba phosphorylsulfat chuyển đi thành là gì? 1,3 biphosphorylsulfat. Đúng chưa? Rồi thành gì? 2 phosphorylsulfat. Mình làm cái gì nữa? Rồi phosphoenol pyruvate. Rồi cuối cùng mới ra gì ạ? Đi luôn á. Thì chỗ này nó nhảy qua một cấp nữa mới đến thành gì ạ? Phosphoenol pyruvate. Thì cái phosphoenol pyruvate là nguyên liệu để tổng hợp, cũng là nguyên liệu để tổng hợp cái này. Nhưng không phải là cái này nó ra cái này. Cái này nó có thể ra cái này, mà là cái này với cái này nó ra cái này. Hiểu không? Thế nên là dùng erido phốt phát cộng với cái phosphoenol pyruvate, hai cái hợp lại với nhau mới ra cái này được. Hiểu không? Đó. Rồi cái pyruvate này thì nó lại tổng hợp được alanine, valine, lysine và isoleucine. Rồi cái pyruvate này sau đó nó đi vào cái chu trình acid citric. Thì trong cái chu trình acid citric này mình có thể sử dụng mấy cái acid nè, ví dụ như alpha keto glutamate, bạn dùng nguyên liệu để tổng hợp thành glutamate, cái này quá dễ hiểu rồi đúng không? Rồi glutamate đó là nguyên liệu tạo ra glutamine, cũng dễ hiểu luôn, nhưng mà có cái là nó tạo ra proline với arginine là nó hơi khác kỹ thuật. Dạ, rồi. Còn OA thì nó tạo thành apatite, cái này quá là khó luôn. Tại vì OA là người của cái chương trình TSA, mình tạo thành apatite để cung cấp cho chương trình URE đó, này nó hẳn đó. Dạ. Rồi cái apatite này mới tạo ra cái apatite, methionine, reonine và lysine. Tức là thấy nè, từ cái chỗ này nhảy xuống chỗ này á, là do nó nhận thêm một cái gốc NH2. Và từ chỗ này nhảy xuống chỗ này nó cũng nhận thêm, xin lỗi, từ chỗ này nhảy xuống chỗ này nó nhận thêm một gốc CO2. Và từ chỗ này thì bạn nó nhận thêm một gốc gì mà nên là hai dạ. Rồi vậy hiện này nó nói gì? Ý nó cho em biết là nguyên liệu em dùng để tổng hợp aminoxid là ai, đúng chưa? Thì nó là ai? Nó là mấy cái chất mà mình học ở trong chương 2 là chương biến dưỡng carbohydrate ha. Chương 2 là chương quan trọng, nó đưa ra mấy chất này. Bây giờ mình nhớ cái chất đó để mình tổng hợp aminoxid thôi, không cần mình dùng phản ứng phức tạp quá để nhớ nó. Rồi vậy các bạn thì bạn tóm tắt lại các bạn ha, bạn tóm tắt lại cũng hình hồi nãy nha. Em có đám này thì em dùng alpha keto đó, em đám này thì dùng ba polycyclic dạ, tóm tắt lại đó thôi. Rồi vậy thì đầu tiên, nguyên liệu đầu tiên mà em muốn sử dụng để tổng hợp đó là gì bạn? Alpha keto. Và cái đám này rất dễ hiểu, bởi vì nếu nó nhận được một gốc NH2 thì nó chuyển thành là gì mà? Glutamate. Rồi glutamate nhận thêm một gốc NH2 nữa thì nó ra gì mà? Glutamine. Ở đây nói là
glutamate này nó còn tạo ra hai thứ nữa là prolin và arginine. Và cái giai đoạn này nó là gì nè, nếu mà cái khẩu phần của em bị thiếu một cái arginine nè thì cái chu trình ornithine sẽ được thúc đẩy để tạo ra arginine. Được chưa? Nếu mà em bị thiếu một cái arginine này thì cái chu trình ornithine là chu trình UD của mình thúc đẩy để tạo ra cái arginine, và cái arginine nó sử dụng để tổng hợp prolin. Và em muốn có được cái chu trình ornithine đó thì em phải có ornithine, đúng không? Em muốn có chu trình ornithine là gì? Chu trình ornithine tức là chu trình ure các bạn, nghe hai cái cụm tên á. Vậy thì em nói lại, nếu em muốn có được cái chu trình ure để em hoạt động thì em phải có ornithine. Giống như em muốn có chu trình desa thì em phải có oxaloacetate gì đó, đúng không? Nhưng mà và mình thấy là cái chu trình ornithine này của mình á, chu trình ure này của mình á, trong chu trình đó nó là arginine. Vì vậy nếu như mà trong khẩu phần của mình á, tức là mình ăn đủ cái lượng arginine này nè, mình ăn đủ cái lượng arginine này nè, hoặc là mình có đủ cái alpha ketoglutarate này để mình tổng hợp cái arginine này thì mình không cần cái chu trình ornithine này, được chưa? Còn nếu như mà trong khẩu phần của mình thiếu arginine hay là mình thiếu nguyên liệu để tổng hợp arginine thì mình phải thúc đẩy cái chu trình ure mạnh lên, bởi vì chính chu trình ure là nó ra cái chất arginine đây nè. Được chưa? Và nếu em muốn có chu trình ure để tạo arginine cho cơ thể thì em phải thúc đẩy sự tổng hợp cái gì mà ornithine nhiều lên thì em mới có cái chu trình này nhiều. Có chu trình này nhiều em có nhiều arginine. Ý nó bằng. Như vậy là ở đây ý nó muốn nói là ngoài việc em sử dụng alpha ketoglutarate làm nguyên liệu để tổng hợp thì em có thể tổng hợp arginine thông qua cái chu trình gọi là chu trình ure. Mà em muốn có chu trình ure đó em có đủ lượng ornithine này em có thể cái chu trình đó. Ý nó vậy. Rồi ngoài ra là cái arginine trong chu trình ure này nè, nó còn có một hướng khác, nghĩa là ngoài glutamate em tạo ra prolin thì có một hướng khác từ arginine em tạo thẳng ra prolin luôn. Được chưa? Vậy lợi điểm của cái chu trình ure này là gì? Là em thúc đẩy tạo ra arginine nhưng mà em cũng thúc đẩy tạo ra gì mà prolin, tại vì nó có một hướng khác nữa là arginine để tạo thẳng ra prolin. Nếu như em thiếu cái alpha ketoglutarate không có cái hướng này thì suy nhược. Được chưa? À, còn nếu em muốn tổng hợp ba đứa là serine, lysine và cysteine thì em phải dùng nguyên liệu là gì? Ba phospholipid hay ba phospholipid em tạo ra serine, từ serine nó là gì mà lysine và cysteine thì đây nó nói là thực vật và vi sinh vật có thể sản xuất đủ cái lượng lưu huỳnh khử được đòi hỏi cho quá trình tổng hợp cysteine từ cái môi trường mà có chứa cái muối xúc phát. Nghĩa là sao? Trong cơ thể của mình á, trong cơ thể của mình á thì mình phải có nghĩa là mấy cái này nè, mấy cái này là cấu tạo của nó là những amino acid này, trong cấu tạo của nó có chứa cái gốc SH, mình coi lại cấu tạo như cô, cái amino acid ba dạng này là serine, lysine, cysteine nó luôn có chứa cái gốc SH. Mà em muốn tổng hợp ra nó thì em phải có đủ cái lượng lưu huỳnh để nó thành lập những cái amino acid này, chưa? Cái đó động vật, cái nhóm động vật có muốn thì nó phải đòi hỏi lưu huỳnh. Và nếu em muốn có lưu huỳnh thì em phải có lượng cái mình có cái nhóm amino acid mình chia làm hai nhóm, là nhóm thiết yếu và nhóm thiết yếu, được chưa? Thì cái nhóm thiết yếu là cái nhóm mà mình cần thiết cho những cái tiến trình tổng hợp khác.